Quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tăng cường xuống, từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 2, vùng thấp của Lào Cai không mưa, vùng núi có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm nhẹ. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định sau suy yếu. Dự báo chiều tối và đêm nay mùng 3 tháng 2, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành khiến mưa gia tăng về diện và lượng. Theo đó, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, vùng cao có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 24 độ C. Vùng núi 16 đến 18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, vùng cao 14 đến 16 độ C. Thị xã Sapa rét nhất là từ 10 đến 12 độ C. Du khách đang có chuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai nên có kế hoạch nghỉ lại các homestay hoặc những điểm tham quan vui chơi có mái che, không gian ấm cúng và đừng quên thưởng thức ẩm thực riêng có của Lào Cai. Còn bây giờ sẽ là thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.